Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy Tú xin kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú vị, tiếp tục chương trình hôm nay là chương trình đi thượng trang cho nhà đồng đạo cũng như nhà của anh Út. Ở đây thuộc về xã Vinh An của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì giờ đây anh em chuẩn bị cắt khâu để thượng trang nha. Rồi mời quý vị chúng ta đón xem chương trình thượng trang của mấy anh em nói gì. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì đây là cái ngôi thờ cúng của nhà của Nút đây. Thì trước kia thì ngôi thờ nói chung là nó cũng gọn, hơi nhỏ, cho nên là Nút muốn trang trí lại cho nó được trang nghiêm và nó sạch sẽ và nó được gọi là nó trang nghiêm hơn gì đó, thì cho sự cầu cúng hàng ngày nó được thanh tịnh ha. Bây giờ đây mời quý vị chúng ta theo dõi chương trình của mấy anh em. Thì đây là ngôi thờ cúng, chút nữa đây sẽ thượng lên nè. Hai chư thầy Tam Bảo của quyền. Dạ, tấm lục tự Di Đà cùng như cái trang ha. Kính thưa quý vị, thì đây là cái khâu mà gỡ ra những cái trang cũ ha, để chúng ta sẽ trang chọn lại cái trang mới cho nó đẹp. Thank you.
ước lao xương là cái này. Rồi, Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị, thì đây là ngôi thờ cúng của nhà Núc ha, đã thượng xong. Ngôi của quyền trang Phật, Tam Bảo, Duy Nhung Thầy và Luật Tự Di Đà. Có hệ thống từ ở dưới. Đà Phật, kính thưa quý vị, thì chương trình thượng trang ở nhà của anh Di Út đã xong. Cảm ơn mọi người đã coi qua chương trình ha. Để tôi xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.